Để bảo đảm dự án xây dựng 3 cây cầu trên tuyến đường tỉnh 827E được triển khai đúng tiến độ chất lượng, Sở Giao thông Vận tải vừa quyết định thành lập tổ theo dõi đôn đốc dự án, tổ gồm 9 thành viên từ nhiều phòng ban của sở với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý dự án. Ông Trần Thiện Trúc, Phó Giám đốc sở sẽ đảm nhiệm vai trò tổ trưởng, các thành viên khác sẽ phụ trách các công việc cụ thể như là theo dõi tiến độ thi công, kiểm soát chất lượng công trình, đảm bảo dự án tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Trước đó vào ngày 5 tháng 7 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt đề xuất dự án xây 3 cầu trên tuyến đường tỉnh 827E, gồm cầu bắc qua sông Cần Duộc, cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Đông và cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, từ nguồn vốn vay ODA của Hàn Quốc. Theo kế hoạch thì dự kiến 3 cây cầu trên, đường tỉnh 827E sẽ khởi công trong năm 2026. Ngày 31 tháng 7 năm 2024, Hội đồng nhân dân tỉnh Long An đã họp và đã thông qua chủ trương ba cầu trên đường tỉnh 827E.